Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tô Phong cuộc sống chung phim ngày hôm nay. Hôm nay là mình bắt đầu là sẽ đi gieo ngô. Các bạn ấy buổi sáng nay thì cũng đã cho mình được hai luống rồi, hai luống là các bạn ấy đã cúc hố. Còn bây giờ là mình sẽ hạt ngô này mình đã giấm rồi đấy mọi người, giấm rồi nhưng mà đến lúc gieo là mình phải đeo găng tay vào. Khi mà các bạn ấy gieo ấy là nó rất là dễ bị để bị gãy mầm, thì là mình sẽ tự gieo lấy. Bình thường ngô nó nhú một tí thôi thì mình có thể để cho các bạn ấy gieo, nhưng mà khi mà nó nhú quá dài ấy là mình để các bạn ấy gieo rồi hay động tay vào nó hay bị hỏng. Còn hôm nay thì bạn Phi Dê xuống làm cho mình rồi, nhưng mà bạn Phi Dê thì là mình sẽ để cho bạn ấy làm theo ngày, bạn làm ngày nào thì sẽ có tiền ngày ấy. Còn mình hôm nay lại có thêm 4 người nữa là xuống cuốc cho mình. Còn bên này là các bạn ấy đang cuốc để làm luống chuẩn bị trồng khoai lang. Khoai lang chỗ này là toàn bộ là sau này mình sẽ trồng làm giống cho đến tháng 11 tới này. Thì là bắt đầu mới cắt ra, cắt trà ra trồng chỗ khác thì mình mới nghĩa là mình bắt đầu là sẽ dỡ dỡ vào tháng 11. Chủ yếu là mình sẽ mua giống để về làm giống thôi. Cái khoai này thì đợt này là mình sẽ trồng khoai màu đỏ, khoai đỏ đấy, là rất là nhiều người lơi, là người ta cũng rất là thích mua cái loại khoai này. Khoai này thì ở trên phố là bán cũng khá là cao, một cân cũng phải được mấy trăm quan đấy mọi người. Thì trước mắt là bây giờ mình sẽ phải đi mua giống, thì mình sẽ nhờ bạn Su Sa. Ngô thì mình đã giấm từ hôm qua. Còn chỗ này là mình khoán cứ theo mét vuông là mình giả tiền. Còn bây giờ mình sẽ đi ra đây để ta ba nhùm. Tay này là khó làm. Làm như này thì nó đảm bảo hơn. Ngô của mình đây dâm là lên được rồi đấy mọi người, nhưng bây giờ mình phải pha ít thuốc sâu à, pha thuốc sâu vào thì lúc mình trồng nó mới đảm bảo. Nhìn như này vậy thôi nhưng mà khi ở đây ấy, là nó rất là nhiều sâu kiến rồi là con mối. Cho nhiều cái thuốc này quá thì nó lóng ấy mọi người, lóng là nó sẽ chết. Bây giờ mình sẽ đi gieo. Gieo cái này thì mình gieo thì nó sẽ đảm bảo hơn. Có rất là nhiều hạt mà nó như kiểu là nó bị hỏng đấy mọi người, là mình khả năng là phải cho hai hạt vào không sợ nó chết. Hạt nào nảy mầm rồi thì mình sẽ rắc một hạt thôi.
Mình rắc thôi mà đã bị 3 hạt là nó bị gãy mầm rồi mọi người. Tại vì là nó vướng vào cái găng tay này. Hạt lên cũng không được đều lắm, có hạt lên nhưng mà những hạt này là đen như này là hỏng này. Hỏng hết rồi. Vẫn lên mọi người, vẫn đang nhú mầm. Đang nhú. Nó sẽ lên sau 2 3 ngày như này, sau này bắt là nó sẽ không giống nhau, tại vì nó già là không giống nhau đâu mọi người. Hai bạn cuốc mà không kịp thế. Bạn mưu tồn thì đi lấp. Phi dê thì cuốc với một bạn kia em vợ. Anh vợ mưu tồn. Hôm nay thời tiết nắng cũng khá là to đấy mọi người. Bắt đầu là giảm lượng mưa bắt đầu là giảm rồi. Hai bạn cũng tốc độ rồi. Mầm mà nó chưa mọc dài, hôm qua là mình định trồng từ ngày hôm qua rồi, hôm qua mưa. Mưa mới cả cái mầm của nó chưa nhú ra đâu mọi người, qua đêm cái là nó nhú hết mầm ra luôn. Nhú mầm ra là mình cũng đã mang ra gieo luôn sáng nay. Để ngày mai là toàn bộ chỗ này nó dài quá khó gieo lắm mọi người. Quả củ ấu bắt đầu lại lên rồi. Mới có được 3 ngày thôi. 4 ngày, cuốc xong được 4 ngày rồi. Nhưng mà củ ấu đã lên rồi mọi người. Đáng nghe là ở đây là mình để đến mùng 10 mình mới gieo. Nhưng mà đến lúc để đến mùng 10 thì cái củ ấu này nó lại mọc trở lại rất là nhiều. Nên là mình phải gieo ngay hôm ngày hôm nay để sang tuần sau ấy. Nếu mà ngô mà nó lên tốt tốt rồi đấy là mình sẽ bỏ các bạn đi dẫy lại lần nữa. Ở đây thì là người dân người ta không biết nhặt cỏ đâu mọi người. Mình nói là phải nhặt cỏ nhưng mà người dân người ta không nhặt cỏ đâu, họ chỉ biết cuốc thôi. Còn nếu mà bảo người ta dừng lại người ta nhặt cỏ thì mất rất nhiều thời gian, người ta sẽ không làm đâu mọi người. Nhặt cỏ thì phải là một công khác. Và mô tồn là phụ trách bên nấu ăn đấy mọi người. Nhưng mà nấu hết 2 tiếng rồi, các bạn ấy đói lắm rồi nhưng mà vẫn chưa xong. Bao giờ nấu xong thì các bạn ấy sẽ nghỉ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thì các bạn sẽ làm đến tối là chắc là trồng xong thôi. Chỗ này nửa cân hạt. Nhưng mà mình cũng trồng được gần một nửa rồi. Còn một nửa nữa là chắc là hết cái đám kia là đủ thôi. Đó, dám mấy ta đứa Acabo kia Acabo Minu Acabo giá đôi gam mà Phật Tâm Ai Tết gam mà Kino nó gam xin cả Kinyantus gam mà mình cứ đi rắc hạt thôi, tí bạn mưu tồn cứ thế đi lấp thôi. Cái này trồng ngô thì nó cũng rất là đơn giản, mà quan trọng nhất là các bạn rắc hạt mà không cẩn thận mình cứ phải dùng ngón tay này mình nhả ra một phát là nó rơi xuống chỗ này nó bị gãy mất một một mầm.
Tại vì mình đeo găng tay này làm là nó không thật lắm đâu mọi người. Là nó rất là dễ bị gãy mầm. Chỗ rìa ở rìa ngoài rãnh này mình có thể mình cho hai hạt. Khoảng cách này là mình khoảng cách 50 đấy mọi người, 50 đến 60. Còn hàng cách hàng là từ 70 đấy. 3 gang. Còn cây cách cây là 2 gang đấy mọi người. À, cũng có rất là nhiều khán giả cái vườn ở trên mà mình trồng ngô rồi ấy, là mọi người nói là mình trồng khá là thưa. Mình đo chỉ được 1,5 gang 2 gang tay thôi mọi người. Mấy nữa là nó ngô lên rồi lúc đấy nó phủ. Nếu mà trồng dày quá đấy mọi người là khi mà các bạn vào phun thuốc sâu là các bạn ấy không phun đâu mọi người, tại vì nó vướng cây. Khi mà tốt nó chuẩn bị ra bắp ấy mọi người là lúc đấy mới là cần. Tại vì là vụ này là vụ nhiều sâu nhất. Vụ đầu năm thì là ít sâu. Còn là vụ đầu năm nếu mà mình trồng số lượng nhiều ngô là các nơi ta đều có ngô cả họ bán. Là mình bán rất là khó. Tháng này này là tháng khô. Tháng khô lắm người ta không trồng được ngô là phải tưới. Là mình ở đây mình có nước mình tưới thì bán ngô sẽ dễ hơn. Như này để các bạn ấy các bạn hay đứng nhiều đấy mọi người, các bạn không cúi nhìn này là nó sẽ hay bị sót hạt. Còn mình gieo thì gần như là những các cái hố các bạn cuốc ấy là không bị sót đâu mọi người, chỉ là nếu bạn nuôi tồn mà bạn lấp không kín ấy là cái ngô này nó sẽ chết, nó sẽ bị sâu nó ăn đêm đến chuột hoặc là con dế mèn hoặc là sâu hoặc là châu chấu nó cũng ăn đấy, nó gặm với mọi người, nó gặm. Hôm mình nhìn thấy một con châu chấu nó gặm hạt. Mình cũng vừa mới đặt hạt xong rồi mọi người. Hôm nay là có 3 thanh niên nữa, bạn nuôi tồn nữa giúp mình là đã trồng xong cái phần đất mà cuốc lên này. Đáng nhẽ là như vừa nãy là mình đã nói dự định là mùng 10 cơ. Nhưng mà do thời tiết có mưa là mình phải đặt hạt ngay. Còn cái phần trên kia hôm nay mình kiểm tra rồi là cái phần mà cái hạt mà nó không nhí mầm ấy là mình đặt hạt xuống mà không có mưa thì để hôm cách một hôm một cái là bị sâu nó ăn ngay mọi người. Nên là mình đã bị chết rất là nhiều. Số lượng cũng khá đấy mọi người, cứ khoảng tầm 10 cây là chết mất khoảng tầm 2 đến 3 cây. Là hôm nay mình nên mình kiểm tra mặt đằng này là bị nhiều như vậy, còn mặt đằng kia thì chưa thấy mọc. Mặt đằng kia thì mình gieo mình ngâm sau một ngày. Nên là phần này thì mình lên cũng không đều lắm. Cái hạt của nó là nó không được đều lắm, nhưng mà mình đặt xuống là thời tiết hôm nay là cũng rất là ẩm. Còn ngày mai thì mình chưa rõ, nếu mà ngày mai nữa mà thời tiết mà ẩm như này nữa là lên rất là đào. Còn ở mặt bên này thì các bạn ấy cuốc gần xong đấy mọi người. Các bạn ấy phấn đấu hôm nay là các bạn ấy cuốc nhiều này là được rất là nhiều tiền đấy mọi người. Là mình khoán cho các bạn làm nhiều thì các bạn ấy hưởng nhiều. Sau này thu hoạch khoai lang thì chắc là mình cũng gọi các bạn lên phải chiêu đãi các bạn một bữa. Hai thanh niên cuốc từ sáng giờ đấy mọi người, phải trên chục luống à, khá là nhiều.
Bây giờ chắc là các bạn cũng đã chùn chùn tay rồi. Còn ở mặt bên kia là có một bạn cũng trẻ thôi, hôm nay mới đến đây làm buổi đầu tiên thì cũng phạt cũng khá nhiều. Chỗ này là mình khoán hết, các bạn nên làm nhiều thì là các bạn hưởng nhiều. Chỗ này là cũng nhiều, chỗ này nếu bạn trẻ trẻ này là bạn phạt cũng khá nhiều đấy mọi người. Phạt xong là mình sẽ để như vậy thôi, xong giải cỏ ra. Giải cỏ ra phát là cuốc lên trồng luôn. Ở đây trồng ngô thì không cần phải cuốc nữa, tại vì là ngô cũng rất là dễ lên, thì mình sẽ trồng luôn ra tận bờ hết vào suối này. Chỉ ngày mai nữa là nó sẽ ngót hết cỏ đi ngay. Chỗ này cỏ thì không còn nữa. Chỗ này trồng ngô rất là đẹp. Mình sẽ trồng ngô bám hết sát trong suối này để cho cỏ đỡ lên. Toàn bộ khu này, chỗ này là nó ẩm. Ẩm thì mình sẽ trồng, nhưng quan trọng nhất là bên này nó có nhiều cây này, là rất là nhiều chim, chim nó ăn. Nhìn đây như kiểu có hang chuột nhưng không phải. Ở đây rất là nhiều rắn đấy mọi người. Những cái cây to này, Escicota. Đây những cái cây cọ dừa. Đền đê này là người dân cũng đã chặt rồi đấy mọi người. Còn mặt bên này nữa, mai là bạn sẽ phạt đây xuống dưới kia hết. Còn phần trên này thì cuốc một buổi thôi. Hai thanh niên không biết là có cuốc hay không, chắc là cuốc thôi mọi người. Mình sẽ trồng ngô phần bên này. Còn bên này là khoai lang rồi. Còn ở bên kia, mãi bên kia là của miêu tồn, nhưng mà vẫn để trống, đang đợi hạt giống, cây giống của bạn ấy to đấy thì là sẽ trồng. Còn phần trên kia lạc của bạn miêu tồn thì cũng sắp được rỡ rồi mọi người. Còn ngô thì hôm qua bạn thu hoạch rồi, có hai quy vlog sang chuyển ngô lên trên thành phố để bán cho bạn ấy. Còn hôm nay thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.